đã 20 năm rồi. Tôi đã phải trả giá, đã bị khai trừ khỏi đảng. Bây giờ thằng Linh đã vào đại học, rồi nó đi công tác, nó đi làm lấy vợ sinh con. Bà hãy cho tôi cái quyền chăm sóc nó, gây dựng cho nó, hay là bà muốn tôi quỳ xuống đây, tôi lạy bà ở đây. Đứng lên và cút khỏi đây ngay. Đứng lên. Nghe thấy tôi nói gì không? Đi ngay. Đã vậy thì ông sẽ kiện. Ông kiện lên Trung ương. Kiện đến bao giờ trả thằng Linh cho ông thì thôi. Này, ông cả đời, làm cái gì mà cứ ngẩn ra thế? Nhớ người yêu à? Cho chén nước đi. Mà nghe nói mụ Luyến lên Hà Nội trông thằng Linh, bị đánh đòn hội chợ phải không anh? Ôi, vừa mới nghe tin, vứt trà mọi thứ ở đây. Ba chân bốn cẳng chạy đến đấy hỏi thăm. Không ngờ bà ấy còn nhanh hơn cả mình. Bà ấy nhờ thằng cháu lai đi từ lúc nào rồi. Mà có khi tớ phải lên trên đấy đấy. Phải đấy. Mà nhân dịp này, ông nói với bà Luyến cho nhận con đi. Chứ đợi đến lúc xuống lỗ, thì muộn quá. Thì ai chẳng muốn thế. Nhưng mà bà ấy không nghe. Cái hôm nghe tin thằng Linh đỗ đại học, tôi đã lân la, tìm đến tỉ tê hỏi han. Đúng. Nhưng bà ấy khăng khăng không nhận. Bà ấy la lối đuổi về. Này, do ông không biết cách, chứ phải tay tôi á, xong từ lâu rồi. À, này, cái gì đây? Bố anh, bà với bà chỉ được tục đi. Tôi nói thật với bà nhá, với ông nhá. Với đàn bà ấy, lại là nạ dòng như bà Luyến, chỉ dùng cái món đấy, nói gì mà chả xuôi. Này, hả? Làm cái gì ngọ nguậy như sâu đo thế hả? Đang chờ ông Thiện. Thằng Quân con nhà Biền đưa hai đứa bạn về quê chơi, gạ ông Thiện ra đây làm vài hội tổ tôm. Nghe nói ông Thiện là tay tổ tôm cưỡng phách ở huyện Giang Thủy. Bạn nó không tin, đòi gây xong tỉ thí. À, này, chuẩn bị trải chiếu đi mà thu hồ. Ông Thiển sang ngày đấy. Cậu trông hài cái tới nhá. Tới chạy vào đây. Láng cái xong ngay đi. Có ông quan tỉnh nơi nọ, xuất thân từ thôn quê, nổi tiếng liêm khiết. Ấy vậy mà khi không may ông đột tử, người ta tìm thấy hàng trăm chiếc phong bì, kính thưa, kính biếu, kính gửi. Thôi thì đủ loại, lại còn khối vàng bạc, đồ trang sức quý hiếm nữa chứ. Tổng giá trị số vàng tiền đó lên tới trên 3 tỷ đồng. Ô hô, thật là cháy nhà ra mặt chuột. Yeah!
Xong rồi. Ừ, mà này, sao chưa thấy ai đến nhỉ? Chắc sắp đến rồi. Có đây. À, chào bác, định mặt trận. Mời bác làm đi bác. Cay. Cay à? Đi lắm. Mời bác. Cho tôi chén. Tới lâu chưa? Cũng lâu rồi. Cũng đủ để nghe ông Cản ông ham he đòi đi kiện. Kiện ơi, kiện cái gì? Bác hỏi ông ý. Kiện cái con mụ Luyến ấy mà. À đúng rồi, bác nổi danh là Cao Mưu, mà đã từng là phó bí thư bao nhiêu năm. Bác rành luật lệ, bác chỉ cho tôi làm thế nào mà tôi kiện cho tôi được nhận thằng Linh là con. Giá như cái đợt họp công bố kỷ luật cô Luyến cách đây 20 năm ấy, ông cứ đứng ra nhận mình là bố thằng Linh, giờ có phải là đỡ rắc rối không? Cái ngày mà ông với tư cách là phó bí thư chi bộ đứng lên đọc quyết định kỷ luật cái mụ đàn bà đang mang trong mình giọt máu của ông ấy, quên thì chó đâu được. Vậy mà ngày ấy tôi lại cứ đinh ninh tay cơ là cha của đứa bé, nên tôi đã dồn ép cô Luyến phải nhận bằng được là mình có mang với tay cơ. Khốn nạn thật, ai ngờ. Ngày ấy giá mụ Luyến mụ khai ra ông ấy thì ông chỉ bị khai trừ đảng, chưa chắc đã dính vào cái vụ đi chạy như mấy năm vừa rồi đâu nhỉ. Mẹ kiếp, cái số tôi nó thế rồi mà. Chó chết thật. Chuyện chưa biết nếp tẻ ra sao mà báo chí đã làm âm cả lên rồi. Cái mẩu báo đó tưởng như vô thưởng vô phạt, nào ngờ nó đang làm xôn xao dư luận. Thiên hạ đang đổ xô đi mua cái tờ báo đấy. Nhiều người mở luôn dịch vụ photo rồi đem bán lại. Anh phải đến bàn với thằng Danh ngay, cố gắng bịt miệng mấy cái ông nhà báo ấy lại, để cho bọn họ bêu diếu anh Trần Sinh như thế này thì chết. Hả? Ai dám chắc cái dự án làng du lịch sẽ không bị họ sờ đến khi anh Trần Sinh bị cánh nhà báo tập trung phanh phui mọi chuyện. Phải gặp ông Đặng Hoài may ra mới có cách gỡ. Chứ thằng Danh thì giải quyết được vấn đề gì? Hay cái ông này. Thế định bịt miệng cánh nhà báo bằng nước bọt suông à? Phải có đô thì mới xong được chứ. Mà thằng Trần Danh nó không chi thì mình lấy tiền ở đâu được? Ừ nhỉ. Này. Bây giờ ông muốn kiện mẹ của con trai ông à? Hả? Có mà kiện củ khoai. Sao lại thế hả bác? Thế chứng cớ đâu? Chứng cớ đâu? Tôi kể đâu đuôi lúc ấy chứ. Đúng. Mà tôi thề với hai ông nhá, lúc đầu ấy là mụ ấy cũng ngúng ngoẩy rồi chống cự, sau thì cũng bện dính với tôi rồi rên rỉ cấu véo. Có thế thì mới thành được thằng Linh chứ. Cũng đúng ạ. Hay hớm lắm mà còn khoe. Ông không hiểu rằng chính vì thế mụ Luyến mụi kiên quyết không chịu khai ra ông. Mụi cũng hiểu rằng chính bản thân mụi cũng có lỗi. Hiểu chưa? Ông ơi, chắc lúc ấy cũng sướng lắm ấy nhỉ. Cầm trả cái mụ mình. Mà theo tôi ấy, thì ông Cản nên quên mẹ con nhảy đi. Con cái mà làm gì? Mà đấy, ông có 4 thằng con trai, có thằng nào nuôi nổi ông không? Ông nhắc đến mấy thằng trời đánh thánh vật ấy làm gì? Có thằng nào học hết phổ thông đâu, nói gì đến đại học như thằng Linh. Có dâu cũng chẳng được, cả làng cả xã này ai chẳng biết. Một thằng thì bị bắt giam 2-3 lần vì trộm cắp, một thằng chí giỏi sóc đĩa với tổ tôm, 2 thằng em thì lao vào hút sách. Có thằng nào ra cái gì đâu. Bây giờ mấy thằng ấy đâu rồi? Hút cả rồi. Cả 4 thằng rủ nhau lên Thái Nguyên đào vàng. Chúng nó nghĩ vớ được cả kho vàng ở đấy. Mẹ kiếp, có mà nằm mơ. Đầu năm vừa rồi có cái vụ sập hầm đào vàng ở Quân Thần ấy, cậu nghe chưa? Bên làng Phi Trạch chết 2 đứa.
lại còn ở cái là đỉa vào con bổ mông ấy. Gì thì gì nó cũng là con tôi. Ông định rủa cho nó chết sớm à? Thì tôi cũng nhỡ mồm thế. Nhỡ tôi mồm đổi. Thôi, mặc kệ bốn cái thằng ấy. Bây giờ tôi sẽ bày cho một cách ông có thể đòi được thằng Linh. Hả? Cái gì? Cái gì hả bác? Này, có một cách này, nhưng mà phải cần rất nhiều tiền. Ông có bán cả cái quán này đi, chưa chắc đã đủ tiền theo kiện. Được, tiền thì tôi lo được. Nhưng mà tôi cú có mụ liến lắm. Nó phướn bụng cho mình chơi, xong bây giờ nó bảo là con của thằng khác. Chứ có đi không chứ? Vậy thì được. Tôi có một thằng cháu làm bác sĩ, nó sẽ giúp ông. Bằng cách gì ông biết không? Ông và thằng Linh sẽ phải đi thử máu, thử gen. Nếu đúng thằng Linh là con trai ông thì nó có chạy đằng trời. Thật vậy hả ông? Đây là việc quan trọng. Tôi chọc ghẹo ông làm gì? Thế thì hay quá thế còn gì ạ? Mời bác. Ông ơi, hay thì có hay, nhưng mà đời nào bà Luyến chịu cho con đi thử máu thử gen? Chứ đố ông làm được đấy. Bà ấy đang muốn giữ độc quyền mấy cái thứ đó. Họa chăng ông phải có 5 cây vàng chi cho bà ấy. Mà ông thì lấy đâu ra vàng? Ngày xưa thì đi một nhẽ, còn bây giờ ông thì trên răng dưới cắt tốt. Tôi nói đúng không? Đâu không biết nữa. Sao mình ngu thế nhở? Làm sao thế này? Anh Danh, tỉnh lại đi. Anh nào các đồng chí, ăn đi chứ. Đồng chí thấy tôi nói đúng không? Đấy, đặc sản quê tôi không đâu bằng. Dùng đi, dùng đi. Thế nào được? Như anh Quân đã nói, về đợt tuyển lao động Hàn Quốc lần này, nể tình anh Quân, tôi đã thuyết phục cấp trên dành cho Thanh Bình 25 suất. Đây là toàn bộ giấy tờ các bác ạ. Đây, mời bác xem. À, cái kính của tớ đâu ấy nhỉ? Đây đây. Ê, bác để ở túi cái kìa. Ấy chà chà. À, thông tư liên bộ này. Vâng. Đấy, quyết định phân bổ chỉ tiêu này, kế hoạch triển khai cụ thể. Ấy, này, toàn dấu đỏ chót đây này. Đỏ quá bác ạ. Tuyệt quá. Cho em xem tí. Em mượn nhá. Các đồng chí ạ, việc tuyển lao động đi nước ngoài ấy, chúng tôi cũng đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan trung ương. Chẳng nói dấu gì hai đồng chí, quê tôi đất nông nghiệp. Đấy, mỗi khẩu được có hơn xào ruộng. Làm vấy hơn tuần lễ là xong hết. Mấy năm nay tuy là năng suất có được cải thiện, nhưng mà người đông đất chật, thất nghiệp nhiều lắm. Hợp tác xã cũng đã mở thêm rất nhiều ngành nghề, như là thêu gen này, đan lát xuất khẩu. Nhưng mà cái bên đặt hàng họ quá đáng lắm. Ăn chặt rồi ép giá đủ mọi thứ. Cho nên cái tiền công ấy cũng chả bù được cho cái tiền nguyên liệu. Khổ ghê lắm. Thương nhất là cái đám thanh niên ấy, toàn cô tú cậu tú, bố mẹ thắt lưng buộc bụng
cho ăn học 12 năm trời. Cũng mong cho các cháu được thoát ly, thoát khỏi cái cảnh theo đi con trâu. Mà các đồng chí thấy đấy, ở quê ấy, thì lấy đâu ra sức để mà thi vào các trường đại học, trường cao đẳng, thậm chí cả trường trung cấp. Thành thử tụi nó là cứ chơi bời nháo nhào ra, rồi là túm năm tụm ba, chím chuột nhau, nhàn cư vi bất thiện. Thế rồi sinh ra trộm cắp, cờ bạc, đĩ điếm. Tệ nạn ghê gớm lắm các đồng chí ạ. Vâng bác ạ. Cái đám thanh niên hiện tại cũng nhiều điều bất ổn lắm bác ạ. Đấy. Cho nên là làm canh lãnh đạo địa phương. Lắm lúc đau đầu lắm các đồng chí ạ. Cho nên có cái chỉ tiêu lao động ở nước ngoài thế này. Tốn kém vài ba triệu. Tôi nghĩ là các gia đình trong xã cũng phải cố gắng cho con em các cháu đã tham gia. Vâng. Bây giờ các đồng chí cứ đặt giá đi. Tổng thành mỗi suất bao nhiêu? Tất cả nó đều có quy chế hết từ trên rồi bố ạ. Đúng đấy bác ạ. Một lao động muốn sang Hàn Quốc làm việc được ngay thì phải qua hàng chục khâu. Như là khám sức khỏe này, học tập chính trị, ngoại ngữ này, tìm hiểu đất nước họ này, tiêm chủng này, mua vé máy bay này, tiền đặt cược này, vân vân và vân vân. Tổng thành một suất vừa tròn 15 vé. Bác này, 15 vé. Thế 15 vé là bao nhiêu tiền Việt hả bác? Giá đô hôm nay ấy, cứ lấy tròn là 1.4 triệu. 15 vé khoảng 21 triệu. Cái gì? 21 triệu bác ạ. 21 triệu? Vâng. Tốn kém đến thế cơ. 21 triệu một người cơ đấy. Tu hết cả chai thế này, bảo sao mà không mệt. Những chiếc phong bì. Đến mình còn lộn ruột nữa là huống gì là danh. Thả cứ chỉ mặt đặt tên ra, đằng này cứ ấm a ấm ở bóng gió. Ai? Đứa nào? Đứa nào? Ông đánh bỏ mẹ. Ông đốt cả tòa soạn. Ai cho chúng mày cái quyền được bêu diếu bố ông? Anh Danh! Anh Danh! Em đây! Anh Danh, tỉnh lại đi. Lắm. Anh tỉnh lại đi, anh Danh. Lũ độc ác chúng mày, ông sẽ kiện chúng mày. Anh Danh, ông sẽ kiện. Anh Danh, em Yến đây. Anh bình tĩnh lại đi.
Đừng như thế Danh, anh phải cứng rắn lên chứ. Anh đau lắm em. Sao lại như thế này? Anh nhục nhã quá. Bao nhiêu năm nay anh coi bố là thần là thánh. Em đã nói với anh rồi, bố có tội tình gì đâu. Bố chưa hề tiêu một đồng nào trong những chiếc phong bì cả. Em tin bố là một người trong sạch. Bây giờ đây, anh không biết là sẽ phải sống ra sao nữa. Người ta nhìn anh là con của một kẻ tham nhũng. Anh nhục lắm em à. Thôi, anh đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Tốt nhất là anh hãy ngủ đi một chút. Em sẽ nấu ủ cho anh một bát cháo cá chép để giải rượu. Nào ngoan nào. Anh nằm xuống đây ngủ nhá. Kìa, em ngồi sát vào. Đường này nguy hiểm lắm, ngã đấy. Dạ, không sao đâu anh. Ngồi sát vào. Đấy, thấy chưa? Dừng lại. Em cứ nghỉ một lát đi. Xe bị làm sao hả anh? Xin lỗi, em đừng có hiểu lầm ý anh. Anh không có cố ý. Em
Em cứ cầm lấy. Không. Mà lo cho con. Em, anh. Không phải vì. Vì, Vì ơi. Không, đừng hiểu lầm anh. Em đừng nghĩ sai về anh. Anh không có ý đó. Anh chỉ vì anh quá yêu em thôi. Vì anh vẫn còn yêu em quá Vi ạ. Anh ơi, sắp đến ngã ba rồi, anh cho em xuống đi ạ. Anh biết rồi, em yên tâm. Gì đấy? Cho chị tôi về cùng với. Đúng là của nợ. Thắm ơi, cho chị về cùng với. Anh Cơ về gặp cậu Thiết nhà em à? Không, tôi qua bờ sông thăm chị Trần Sinh. Tôi đi trước nhá. Dạ. Chị Vi, sao chị liều thế? Chị cũng sợ anh Thanh nhìn thấy à? Chị. Thôi, lên xe đi. Chị vô ý quá. Sao mà lại đi được với ông ấy chứ? Thì cũng chỉ là tình cờ thôi. Chở mãi ở bến, chả có cái xe nào. Em đừng trách chị. Và cũng đừng nói gì với anh Thanh nhá. Bà nghĩ tôi là trẻ con à? Mà lần sau ấy thì đừng có tình cờ tình kiếc gì cả. Nhớ chưa? Rồi, chị hứa. Mà sao lại chở hàng về thế này? Bên xuất khẩu họ trả lại à? Phải, họ trả lại. Nói là chất lượng không đạt yêu cầu. Thế là cả hai xe quay đầu luôn. Cái gì? Cả hai xe á? Một xe về trước rồi. Như vậy là toàn bộ số hàng các gia đình giao nộp 12 tháng trước họ trả về hết. Em phản đối, họ nhất quyết không nghe. Lý do? Thì họ bảo là hàng bị mốc, nhiều lô không đảm bảo chất lượng. Thật là ấm ớ hộ tề. Hôm giao hàng, bên công ty đã ký nhận hàng hoàn toàn đảm bảo chất lượng, thời gian đúng như trong hợp đồng. Nghe nói họ đã đưa ra cảng và chuẩn bị xuất đi rồi cơ mà. Thì bây giờ làm ăn điêu toa thế đấy. Hôm nay em lên công ty thanh toán tiền, bà giám đốc chỉ ngay hai xe hàng, bảo là chuẩn bị nhận lại vì không xuất đi được. Em bảo chúng tôi đã ký xuất, các chị đã ký nhận rồi, mà hàng thì đã chở đi khỏi xưởng 20 mấy ngày, sao bây giờ lại trả lại? Bà giám đốc lệnh cho lái xe nổ máy. Em nhất định không nghe, cứ lăn xả vào cản cái ô tô đấy. Hai cô công nhân cố lôi em ra cho xe chạy. Em điền nhảy lên xe này luôn. Chán thật đấy. Nông dân mình bị hiếp đáp như thế này, làm sao mà sống nổi. Một nghệ công lao động làm mấy cái thứ này, tính ra chỉ nuốt 3.000 bạc. Này hàng lại bị trả về, coi như là làm không công rồi. Nghĩ mà bực. Vừa uất vừa tủi. Lại thêm cái chuyện to tiếng với lão Đắc ngày hôm qua nữa. Thế chuyện đầu đuôi ra làm sao? Chẳng gì thằng này lái xe cho ông Sinh gần ấy năm trời. Chẳng nhẽ bây giờ hỏi vay ít tiền cho con đi xuất khẩu lao động,
bà Sinh lại không cho vay tạm 10 triệu hay sao? Ông đừng có nói nhăng nói cuội. Bà Sinh thì làm gì có tiền mà cho ông vay cơ chứ. Ếch ngồi đáy giếng thì biết cái chó gì. Khắp Hà Nội người ta đang đồn đầm lên kia kìa. 3 tỷ, hiểu chưa? Ông Sinh chết tan tành xác pháo mà vẫn để lại 3 tỷ. Có mà đi ăn cướp. Cướp hay không thì không cần biết, nhưng báo đang giành giành là 3 tỷ. Báo đâu? Đưa đây tôi xem nào. Được, để thằng này về Hà Nội lúng băng đường tờ báo. Nhân tiện đưa luôn tờ báo cho bà Sinh, để bà ấy không thể nói với mình là bà ấy không có tiền. Nhất định phải xoay bằng được tiền để cho con Thuận đi xuất khẩu lao động, không thế thì đố mà ngóc đầu lên được. Tôi cũng chả dám nói là báo đăng thật hay giả, thế nhưng nói gì là việc của người ta. Ông đã nhận bà Sinh là mẹ nuôi, nói gì thì cũng phải giữ mồm giữ miệng chứ. Với lại con Thuận nhà mình bây giờ mới đang học lớp 11, chờ sang năm nó thi xong lớp 12 thì lúc ấy tính sau. Lớp 11 thì đã làm sao nào hả? Lớp 11 nó còn lớn hơn khối nữa kia kìa. Mà cứ khai nó học lớp 12 thì đã làm sao? Mua cái bằng tốt nghiệp phổ thông dễ ợt, 500 ngàn đồng là xong. Này, đi đâu đấy? Không về Hà Nội, lúng băng đường tờ báo. Chị bảo thế cũng không cơ chứ. Cứ làm như thời buổi này vay mượn dễ lắm ấy. Chị làm sao thế? Đau bụng à? Không, không có gì đâu. Chồng chị cứ như là đang lo lắng cái gì. Chị giờ lúc nào mà chẳng phải lo, bệnh tật cả bố lẫn con. Không nghĩ đến thì thôi, chứ nghĩ đến lại thấy lo sợ. Thôi, việc đến đâu hay đến đó chị ạ. Nghĩ nhiều quá lại quỵ ra thì khổ. Bài báo này thằng bố Đắc nó vừa đọc cho tôi nghe rồi. Bây giờ phải làm thế nào hả chú cơ? Ôi giời ơi, miệng lưỡi người đời ác độc quá chú. Thôi, ơi chị ạ, cũng có thể tuần tới sẽ có ít nhất 3-4 tờ báo khác cùng đồng loạt đăng cái bài về vụ kiểm kê tài sản của anh. Em đã gặp anh Đặng Hoài rồi, chúng em đang tìm cách tháo gỡ. Chị cứ bình tĩnh. Ôi trời ơi, ông Sinh ơi, khổ thân ông. Ông chết rồi mà vẫn không được yên, người ta vẫn lôi ông dậy để bêu diễu đây này. Thôi, thôi chị ạ. Bây giờ mình có đau buồn cũng không giải quyết được cái gì cả. Bây giờ ta sẽ tìm cách chặn ngay những cái bài báo khác lại. Bằng cách mềm mỏng, ta sẽ đến gặp các báo khác để trình bày sự việc. Mình đề nghị họ tạm thời là không được đăng thêm bất cứ một cái tin nào nữa. Chờ trả lời của Trung ương đã. Có việc gì bác Cờ cứ giao cho em. Dạ thưa bà, con làm sao quên ơn được bác trai. Lúc con không may gây tai nạn giao thông, con sống để bụng, chết mang theo ạ. Nếu cần em về Hà Nội móc nối với mấy thằng xã hội đen, cắt lưỡi vài thằng, cảnh cáo dằn mặt cho bọn nó sợ. Thôi, dạ bác cứ đừng có làm liều. Anh muốn vào tù lần nữa. Chú Cơ nói đúng đấy bố Đắc ạ. Bây giờ thì phải làm như thế nào? Ruột gan tôi cứ rối hết cả lên rồi đây này, không còn biết định liệu ra sao nữa. Chăm sự nhờ cô chú, với lại bà Ngân ở ngoài Hà Nội. Em hứa với chị, em sẽ làm hết sức. Họ đã đem những chiếc phong bì ra để đặt điều, chúng ta sẽ dùng những chiếc phong bì này để đáp lại. Nhưng mà chắc cũng tốn kém đấy chị ạ. Chú Cơ ạ, tôi cậy chú ra Hà Nội, chú bàn bạc với thằng Danh. Tốn kém mấy cũng bảo nó phải thu xếp,
để vong linh của bố nó khỏi tủi hổ. Cần gì chú cũng bảo tôi bán nhà bán ruộng lo bằng được. Không đến mức phải như vậy đâu chị ạ. Em thì em cứ tưởng là thằng Danh nó về đây, cho nên em hộc tốc chạy về đây để gặp nó bàn bạc. Hóa ra nó lại không về quê như nó nói. Đấy, lại còn cái chuyện ấy nữa chứ. Nó còn đi đâu được cơ chứ. Chú ra Hà Nội ngay nhá. Dạ. Chú tìm bằng được nó về đây hộ tôi. Vâng, vâng, em cũng định đi ngay đấy ạ. Ấy, chú. Dạ. Chú cho thằng bố Đắc về Hà Nội với. Ờ... Bố Đắc, ừ, mày dạ. Chạy xe ôm ở ngoài đó. Mày thông thạo đường xá. Mày đi khắp ngõ ngách, mày tìm em nhá. Dạ vâng, bà cứ yên tâm, con sẽ cố hết sức bà. Cầm lấy bà Tiêu. Việc của con Thuận. Vâng. Giúp được đến đâu bà sẽ giúp. Bảo mẹ thắm thế, nhá, cứ yên tâm. Dạ vâng, con cảm ơn bà. Dạ, con đi bà nhá. Dạ, mình đi luôn chứ anh cơ. Anh ơi, anh ra uống thuốc. Anh dậy uống thuốc đi. Anh. Anh ơi, anh chịu khó dậy uống thuốc. Kệ anh. Anh chịu khó uống thuốc cho nhanh khỏi anh nhá. Uống nóng mới tốt mà. Mình nhận thế này không biết có đúng không? Anh ấy có hiểu cho mình không? Báo cáo với các anh chị là toàn bộ mặt bằng ở đây rộng khoảng 60.000 mét vuông đã được chúng tôi xây xong phần cơ sở hạ tầng. Xin mời. Còn hồ điều hòa phía đằng kia rộng 30.000 mét vuông, chúng tôi đang cho xây bờ kè. Thế hả? Xin mời các anh chị đi theo tôi. Vậy là có gần một chục đại diện các cơ quan báo đài. Vâng. Tốt, chú giỏi lắm. Dạ, nhờ anh Đặng Hoài cả đấy ạ. Anh ấy lưu ý chúng ta phải quan tâm đặc biệt đến nhà văn Tống Nhạc. Người 30 năm nổi tiếng trên văn đàn đấy ạ. Này, kia ông tóc bạc ấy hả? Vâng, ông này sở trường viết các bút ký chính luận đấy. Anh Đặng Hoài nói chỉ cần ông nhà văn đó viết cho mình một bút ký đăng trên báo văn thì nghiễm nhiên dự án của chúng ta sẽ trở thành một công trình của quốc gia, cần phải gấp rút đầu tư vào. Kiểu như là đường dây 500 kV, thủy điện Yali hay là cầu Mỹ Thuận vượt qua sông Tiền ấy hả? Dạ, kiểu như vậy đấy chị ạ.
Em chạy về trước để xem mấy đứa chuẩn bị đến đâu chị nhé. Ừ, chú về trước. Vâng. Đi. Và trong thời gian sắp tới, ở vị trí đằng kia sẽ là một con suối nhân tạo. Sau khi hoàn thành, cảnh quan ở đây sẽ rất tuyệt. Anh thấy thế nào hả anh Tống Nhạc? À, quá là địa thế tuyệt đẹp. Chị Thuy Ngân, ai chọn ra khu đất này? À, dạ thưa anh, đó là gợi ý của anh hai đấy ạ. Ừ, có thế chứ. Dạ. Tầm nhìn của các vị lãnh đạo cao cấp cũng có khác. Dạ. Quá là một ý niệm tuyệt vời. Nơi đây sẽ hội tụ tinh hoa của làng xã Việt Nam. Dạ. À, các bạn này, hôm qua tôi có đọc một tài liệu của Adenvo, một học giả người Pháp chuyên nghiên cứu về Việt Nam. Ông ta có trích dẫn một câu nổi tiếng của Philaster, viên trú sứ thời tự Đức. Đại ý câu nói như thế này: người A Nam không cần sự trợ giúp của chúng ta. Những việc chúng ta làm ở đây chỉ là một tội nghịch nhân loại. Dạ. Chúng ta đã bóp chết một nền văn minh cổ xưa và rất đáng kính. Dạ thưa anh, tôi và Trần Danh cũng mới đi hội thảo ở Paris về. À. Và các học giả người Pháp cực kỳ trân trọng cái nền văn hóa làng xã của mình, và đặc biệt là cái nền văn hóa nhà quê của Việt Nam mình anh ạ. Vâng. Dạ thưa anh, tôi vẫn còn nhớ một câu của nhà văn Nguyễn Tuân. Chắc chắn các bạn ở đây đều biết nhà văn nổi tiếng ấy. Cụ có nói một câu mà tôi thấy rất chí lý. Cụ nói rằng là trong mỗi chúng ta đều có cái chất của một anh nhà quê. Thôi bây giờ Danh đưa mọi người đi tiếp đi nhá. Vâng ạ. Chúng ta sẽ di chuyển sang phía đằng kia. Được. Xin mời. Vừa nãy đi qua, tôi thấy chị có hàng cau vua đẹp quá. À. Nghe nói mấy khách sạn lớn ở Hà Nội họ phải mua tới 12 triệu một cây phải không? Đúng đấy. Người ta phải chuyên chở từ Hải Phòng về đây bằng container đấy. Họ cũng chưa biết chúng tôi có vườn ươm ở đây. Chúng tôi bảo họ, chúng tôi sẽ bán cho các vị 10 triệu một cây, bao luôn cả tiền chuyên chở và chăm sóc, bảo hành 2 năm. Em nghe nói riêng tiền bán cau vua cho khách sạn, cho các vườn triển lãm, chị đã thu về được 200 triệu. Rồi chị ấy còn thu hơn thế nữa cơ. Thôi chào các bạn. À. Các bạn cứ đi xem tiếp đi nhá. À. Thưa quý vị, đây là toàn cảnh phác đồ làng du lịch. Một công trình khoa học mang mã số VM103 đã được đệ trình chính phủ phê duyệt. Tháng trước, với danh nghĩa là chủ đề tài, tôi đã cùng kiến trúc sư Trần Danh đã trình bày dự án này tại Trung tâm Câu lạc bộ Văn minh Thế giới và Hội Văn hóa Việt Pháp tại thủ đô Paris. Trước rất đông đảo các nhà khoa học, nhà kiến trúc, nhà văn hóa hàng đầu của ba trường đại học uy tín nhất nước Pháp. Và dự án đã được tán thưởng rất nhiệt liệt ạ. Khi dự án hoàn thành, nơi đây sẽ là trung tâm giao lưu nghệ thuật văn hóa làng xã, văn hóa nhà vườn, phong cảnh và ẩm thực lớn nhất Việt Nam ạ. Xin bà cho biết thời gian triển khai dự án. Hiện giờ chúng tôi đã hoàn thành hạ tầng cơ sở. Nếu tiến độ thi công không có gì thay đổi thì sau hơn 2 năm nữa sẽ hoàn thành ạ. À thế ạ? Vâng. Lát nữa xin phép chị và anh Trần Danh cho chúng tôi được phỏng vấn và ghi hình ạ. Dạ vâng, xin mời ạ. Tại khu du lịch văn hóa làng xã Giao Châu, kiến trúc sư Trần Danh đã giới thiệu quy mô và cảnh quan tổng thể của dự án VE130. Đây là một dự án giành được khá nhiều sự quan tâm của các doanh nhân Việt Kiều. Xin mời. Bạn nhỏ tiếng đi em ơi. Vâng ạ. Còn hồ điều hòa phía đằng kia rộng 30.000 m2. Chúng tôi đang cho xây bờ kè. Này cậu ơi, thế là cánh xe ôm anh em mình sắp có thêm một địa chỉ đỏ nữa rồi. Khách du lịch không đi xe riêng thì cũng bắt taxi, đâu thèm đi xe ôm. Ừ. Thì ta chở cà phê, chở pho đến cho họ, làm sao mà thoát khỏi lũ xe ôm anh em mình. Ừ nhỉ, du lịch, du khách, du hí cùng một chuột cả. Ăn chơi sướng, đủ đạt nhiều. À, thế nào đêm đến trả rực lên. Ừ. Lại phải tìm cánh xe ôm chúng mình. Rồi. Hả?
Ông mê cái làng du lịch đến thế cơ à? Im đi. Nghe thằng em tao nó nói kia kìa. Kiến trúc sư Trần Danh lên TV no ngoài sao phết nhỉ? Làng du lịch ấy là của nó đấy. Mẹ kiếp, ông có thấy sao mắc quà làm họ không? Em làm chủ làng du lịch mà anh lại phải chạy xe ôm. Ông có bốc phét quá không đấy? Mày á thì biết cái chó gì. Bố mày mà không bị đi tù á thì bây giờ cũng chẳng vào hội xe ôm của chúng mày. Sao? Đi tù á? Vì tội gì? Mấy gậy chạy nào? Thế nào? Kể đi. Số đúng là đen như chó mực. Đang ngồi một mình, hai chiếc xe con. Thế mà... Thế ông lái cho ai? Bí thư tỉnh ủy à? Đẩy im cho nó kể. Tao lái cho bí thư huyện ủy Trần Sinh. Bố thằng Trần Danh vừa xuất hiện trên tivi kia kìa. Mình tao phụ trách một cái UAT, một cái Markovic. Thế làm sao mà vào trại đâm chết người à? Mày chỉ được cái nỗi leo thôi. Đợt đó đúng lúc vào vụ gặt. Chuẩn bị đầy đủ quần áo với đồ dùng như anh dặn dưới đây này. Được rồi, anh sẽ đưa em đi chơi qua ngày chủ nhật. Đêm chúng mình nghỉ ở nhà khách công đoàn tỉnh, vì anh có thằng bạn làm ở đó, nó cho chúng mình mượn phòng rồi. Mình lại làm cái chuyện đấy á? Thì khỉ à? Này nhớ về sớm nhá. Vâng, em biết rồi. Đi anh. Lên xe đi em. Này, đường làm gì có ai đâu mà anh bấm còi lắm thế? Thì anh có bấm còi đâu, anh đánh đàn đấy chứ. Nói năng cứ như nhà thơ ấy. Anh ơi, hình như là con mình nó đạp ý. Em chỉ khéo tưởng tượng thôi, mới được một tháng, lấy đâu ra mà đạp. Xem nào. Đấy, mà rõ ràng em thấy cứ buồn buồn ý. Này, anh ơi, em bảo này, mình phải làm đám cưới nhanh nhanh lên, kẻo bụng em sắp to rồi, không đám cưới được nữa, thiên hạ người ta lại bảo em là đĩ thoã đấy. Mình yêu nhau đường đường chính chính, đứa nào nói mình đĩ thoã, anh cho cái ma đi ven là mồm. Thế thì tháng sau mình làm đám cưới nhá. Tất nhiên rồi. Từ khi biết em mang thai, anh đã chủ tính mọi chuyện. À mà này, nếu con mình là thằng cu thì mình sẽ đặt tên là gì hả em? Để em xem nào. Anh tên là Đắc. À, thế thì con mình sẽ tên là Đạo. Đạo à? Đắc Đạo, tức là việc tu hành đã có kết quả ấy. Đắc Đạo, đúng rồi. À đâu, để xem nào. Này, buồn, buồn, bỏ ra. Ôi anh ơi, xe kìa. Thế rồi thằng cha say rượu ấy sau thế nào? Còn thế nào nữa? Nằm lọt thỏm trong gầm ô tô. Cả ông không thể nào tưởng tượng được đâu. Khủng khiếp. Khủng khiếp quá. Thank you.
có phải... Mời vào. Anh... Ơ? Chú ạ. Tôi đang dở việc. Cô xuống phòng khách đợi tôi một lát. Vâng. Nếu anh ký xong rồi em xin nhận lại. Em xin phép. Này. Dạ. Chú biết cô gái đó à? Dạ. Cô Loan, người làng Phương Tú. Học cùng trường cấp 2 với cái Hòa nhà em. Hình như trước là bạn của cậu Đắc. Lái xe cho anh ấy. Đúng rồi. Tôi cứ tưởng là hai người không biết nhau. Hóa ra trái đất thì bé thật. Cô bé này đến xin tôi tìm việc làm chỗ khác. Vâng. Tội nghiệp. Sau khi thằng Đắc đi tù, nó bỏ theo một chàng trai khác. Nay thằng Đắc sắp được về, nó muốn trốn đi một nơi thật xa. Thế ạ? Đừng nói chuyện này với ai nhé. Vâng, xin anh cứ yên tâm. Em xin phép. Danh ơi. Dạ. Sao đấy chú? Hai cháu cứ ra xe trước nhé. Hình như chú quên cái bật lửa ở mộ. Nhanh nhanh kẻo mưa chú nhá. Cháu đi ạ. Anh ơi, mẹ con em đau đớn quá. Đúng cái ngày anh bị tử nạn thì con chúng mình cũng bị tai nạn, phải vào bệnh viện cấp cứu. Gần một tháng trời nằm trong bệnh viện, em nào có hay tin tức gì. Vậy nên hôm nay em mới đưa con đến đây để tạ tội cùng anh được. Anh hãy tha thứ cho sự trễ muộn này của mẹ con em. Anh xin ơi, nào ai học được chữ ngờ. Sang ơi, con lấy ba đi con. Con này nói với ba là con thương ba nhiều lắm đi con. Ba ơi, con phải nằm viện 3 tuần lận đó ba. Con trông ba hoài mà không có thấy ba vô với con. Ba đi đâu vậy hả ba? Ba có hứa, bao giờ ba mua chiếc xe đạp cho con. Đúng là Loan rồi. Còn thằng bé kia, nó giống ông Sinh đến lạ luôn. Chẳng lẽ đây chính là chủ nhân của lô đất số 12. Chú thấy bắt lửa rồi ạ? Đi. Chú ơi. Hả? Có ai đang thắp hương mộ bố cháu thì phải. Không, họ thắp hương mộ bên cạnh đấy. Danh này. Dạ. Mai cháu chuẩn bị xe về quê đón mẹ cháu lên đây nhé. Vâng, để cháu chuẩn bị ạ. Oh, no.
Mẹ con mình vĩnh viễn mất ba thật rồi. Anh ơi, sao anh đã bỏ mẹ con em? Ui, yeah. Quà của con đấy. Ui, con Simba. Anh uống cà phê này. Cứ để đấy cho anh. Ui. Kìa Sang, con để yên cho ba nghỉ ngơi đã nào. Đây, đây nhá. Đợt này anh vào với mẹ con em có lâu không? Anh đi họp ở thành phố 5 ngày. Sau đó sẽ xuống tham quan ở viện lúa Cần Thơ. Cần Thơ á? Ôi, thích quá. Cho em đi với. Em cũng muốn xuống Cần Thơ một lần cho biết. Đúng đó. Ba cho con với mẹ đi cùng nha ba. Từ hồi nào tới giờ con chưa biết cấy lúa đâu ba. Về cái việc cấy lúa thì con cứ phải hỏi mẹ con đây này. Thì cũng giống như ngày trước thôi. Chỉ có điều người nông dân bây giờ nhàn nhã hơn nhiều, chứ không như cái hồi ba mới gặp mẹ con đâu. Nông thôn mình bây giờ nhiều thóc lắm rồi. Cả nước từ đồng ruộng đi lên. Em cười cái gì thế? Anh nói chuyện với con mà cứ như là đang giảng giải về chỉ thị nông nghiệp với lại kỹ thuật gieo trồng vậy. Mà có phải anh đang lảng tránh đề nghị của em không? Thế tóm lại, anh có cho mẹ con em đi cùng không? Anh đâu có đi một mình, còn bao nhiêu cán bộ các tỉnh nữa. Em và con không thể đi được. Em biến thành con gà công nghiệp thật rồi. Anh biết em không vui, nhưng em cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa. Đợi đến khi về hưu, anh sẽ công khai mọi chuyện. Anh sẽ đưa hai mẹ con em ra Bắc. Em cũng mong từng phút từng giây cái ngày ấy chóng đến. Anh cũng lên kế hoạch cho hai mẹ con rồi. Ở Cần Thơ về, cả nhà mình sẽ đi chơi Vũng Tàu 3 ngày liền. Sau đó anh sẽ bay ra để chuẩn bị đi châu Âu 10 ngày. Hoan hô ba. Con khoái Vũng Tàu lắm ba. À mẹ ơi. Cái áo phao ba mua cho con hồi trước chưa xài, mẹ để đâu rồi? Con cất ở chỗ nào, làm sao mà mẹ biết được? Chỗ nào? Con nhớ rồi. Thank you.
Em hạnh phúc không? Em hạnh phúc lắm. Cảm ơn em. Bao giờ mẹ con em được ra Bắc hả anh? Anh đã nói với em nhiều lần rồi. Làm chủ tịch hết khóa này, anh sẽ xin nghỉ hưu. Khi đó, anh sẽ công khai mối quan hệ của chúng mình. Mẹ con em không thể cứ chịu thiệt thòi mãi. Em phải có danh phận chính thức. Thằng Sang phải được học hành ở Hà Nội. Em không biết đây thôi. Hiện anh đang nhờ người xây sẵn cho mẹ con em một căn biệt thự xinh đẹp. Chúng ta sẽ sống bên nhau trong căn nhà đó mãi mãi. Thật thế hả anh? Em chẳng còn ai thân thích. Bố mẹ em mất sớm. Chỉ còn mỗi mình anh thôi. Anh đừng bỏ rơi mẹ con em nhé. Em đừng nói linh tinh. Mười mấy năm nay anh đối xử với em như thế nào? Chẳng lẽ em không nhận thấy sao? Em biết mà. Nhưng thỉnh thoảng em vẫn cứ thấy lo lo. Liệu những người xung quanh anh có ai biết gì về chuyện của chúng mình không? Có thể là cậu Cơ. Chú em kết nghĩa của anh là người có thể biết được một chút ít. Anh Cơ, người Thanh Bình phải không ạ? Mà chú ấy cũng chính là người anh đang nhờ lo một căn hộ ở giữa Hà Nội. Cứ nghĩ đến lúc mình được công khai sống với nhau, được chăm sóc em với thằng Sang, anh cảm thấy hạnh phúc lắm. Chỉ có chú Cơ là người biết rõ mọi chuyện. Nhưng mẹ biết tìm chú ấy ở đâu bây giờ? Hãy